Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 2, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra việc tổ chức học trực tiếp cho học sinh tại trường Trung học phổ thông Trương Vĩnh Ký, huyện Chợ Lách. Đoàn đã khảo sát các điều kiện phòng chống dịch COVID-19, tìm hiểu tâm tư của học sinh sau khi trở lại trường, động viên các em thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch, tập trung ôn tập kiến thức đã học và tiếp thu có hiệu quả kiến thức mới, nhất là học sinh lớp 12 cần nỗ lực để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo thường xuyên việc vệ sinh trường lớp, tạo sự thông thoáng trong lớp học, rà soát điều chỉnh bổ sung các phương án phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế, phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác phòng chống dịch, ứng phó kịp thời và hiệu quả tình huống khi phát hiện trường hợp F0, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thầy cô giáo tổ chức dạy học hiệu quả, an toàn trong điều kiện phòng chống dịch, nâng cao năng lực y tế trường học. Trước đó, từ ngày 7 tháng 2, học sinh lớp 10 và 11 trường Trung học phổ thông Trương Vĩnh Ký đã trở lại học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Học sinh lớp 12 trở lại trường học từ ngày 10 tháng 2.